Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Quang Ngọc sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, trong tuần qua, ngoài những giờ công phu trì chú, tụng kinh, học các bộ kinh và luận, các Phật tử còn được nghe Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào 8 giờ tối thứ ba qua Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15 và vào 10 giờ sáng Chủ nhật tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần tóm lược nội dung của các buổi giảng kinh Pháp Hoa sau đây. Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng tiếp phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Trong kinh, Ngài Mãn Từ Tử còn có danh hiệu là Phú Lâu Na, bậc thuyết pháp đệ nhất trong thập đại đệ tử của Phật. Thế Tôn tán thán công hạnh của tôn giả và con đường hành đạo mà Ngài Phú Lâu Na đã huân tu từ nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy, ở bất cứ kiếp nào, tôn giả cũng là người thuyết pháp đệ nhất và đã hỗ trợ vô lượng chư Phật quá khứ trong việc trùng tuyên chánh pháp, độ tận chúng sanh. Tôn giả biết chúng sanh vốn chỉ ưa pháp nhỏ, biến lười tu tập nên tùy tâm mà dẫn dắt dần dần thành Phật đạo. Thầy giảng pháp nhỏ, tức là pháp hữu vi sinh tử, còn với Phật trí bao la thì chúng sanh khởi tâm kinh sợ. Đây là tâm lý sợ hãi của người tu vì thấy đường xa nên sinh tâm mệt mỏi. Tôn giả Phú Lâu Na đã ẩn đi hạnh thượng thừa của Bồ Tát mà thể hiện tướng thanh văn để phương tiện giáo hóa chúng sanh. Thầy giảng rằng vì đặc tính vô ngã của các pháp nên các ngài hành động vượt khỏi yếu tố tư duy của tính không gian và thời gian. Tôn giả Phú Lâu Na đi du hóa khắp nơi, sống đời thiểu dục tri túc, nhàm chán kiếp sanh tử, chết đây sanh kia trong lục đạo. Thầy giảng rộng thêm, chúng ta vốn là một trung hữu, tìm cầu nơi thọ sanh qua bốn dạng, noãn sanh, thấp sanh, thai sanh và hóa sanh, rồi từ đó nương gá vào gọi là kết sanh để có kiếp sống mới. Với rất nhiều nghiệp lực chi phối, trung hữu khi đã hình thành một con người sẽ tạo nên những nghiệp mới, rồi trải qua biết bao kiếp sanh tử liên tục và cứ như vậy đầu thai, thọ sanh, rồi chết đi không ngừng nghỉ. Ngài Phú Lâu Na thật tự tịnh cõi Phật nên chỉ rõ tính đau khổ từ ba độc tham, sân, si ẩn tàng trong tâm của mỗi chúng sanh là nguyên nhân tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp quả. Do đó, chúng sanh bị cuốn vào những suy nghĩ tà kiến, chấp thường, chấp đoạn trong thế giới ngũ thủ uẩn. Phật khen Ngài Phú Lâu Na đã khéo ứng dụng mọi phương tiện để dẫn dắt chúng sanh vào đạo. Thầy phân tích, hành phước của tôn giả bao la vô kể mà trí phàm phu của chúng sanh không thể hình dung được. Nếu Thế Tôn nói ra đủ thì chúng sanh nghe xong thời sinh tâm nghi lầm. Cũng bởi do nhãn căn của chúng sanh bị giới hạn nên không phát sinh trí. Vì thiếu trí nên bị vô minh che lấp. Vì vô minh nên tuệ giác không hiện. Do vậy, cấu trúc của nhãn, trí, minh, giác rất cần thiết cho hành giả tu tập. Lại nữa, Thế Tôn tán thán Ngài Phú Lâu Na, từ xưa nghìn ức Đức Phật đã siêng năng tu tập, học rộng, có trí tuệ, chuyên hộ trì Phật Pháp, đem truyền bá đến mọi người. Cũng vì cầu huệ vô thượng ở nơi các Đức Phật, dùng các phương tiện giảng nói Pháp không sợ sệt, khiến chúng sanh vui mừng. Bởi thế, Ngài đã thành tựu được thần thông lớn với bốn trí vô ngại, đối với chúng sanh có lợi căn, độn căn khác nhau, thì Ngài thường nói Pháp thanh tịnh để dạy, khiến trụ trong Pháp Đại Thừa, tức là Pháp làm lợi tha rộng rãi. Tôn giả Phú Lâu Na đời sau sẽ cúng dường vô lượng chư Phật và hỗ trợ tuyên dương chánh Pháp, tự thanh tịnh cõi Phật, độ vô số chúng sanh, thành tựu nhất thiết trí. Sau đó, Tôn giả Phú Lâu Na được thành Phật,
hiệu là Pháp Minh, cõi nước đó tên Thiện Tịnh, có 7 thứ báo hợp thành quốc độ rất trang nghiêm. Trong cõi nước của Phật tương lai đó, có chúng Bồ Tát cùng chúng Hiền Thánh rất đông, đều được thần thông lớn và có sức y đức đầy đủ, tất cả đều đắc được 3 minh, 8 giải thoát và 4 trí vô ngại. Chúng sanh trong nước đó, dâm dục đã đoạn dứt, chỉ thuần là hóa sanh, thân tướng đều trang nghiêm, thức ăn dùng pháp hỷ và thiền duyệt thực. Quốc độ ấy không có người nữ, cũng không có các đường dữ, bởi do công đức của tôn giả Phú Lâu Na độ tận chúng sanh, nên Ngài mới có thể thành tựu được cõi nước thanh tịnh như vậy. Bây giờ 1.200 vị A-la-hán, bậc tự tại, tức là không bị sanh lão bệnh tử chi phối nữa. Các ngài khởi tâm niệm, nếu được Thế Tôn thọ ký như các đệ tử lớn, thì thật vui sướng. Bằng tuệ giác sáng ngời và lòng từ bi quảng đại, Đức Phật biết rõ tâm niệm căn tánh của đại chúng, như nhìn vật trong lòng bàn tay. Đức Phật nói với Ngài Đại Ca Diếp, các vị ấy sẽ tuần tự mà được thọ ký thành đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Kế đến, Đức Phật thọ ký cho tôn giả Kiều Trần Như là đệ tử lớn của Phật, sẽ cúng dường vô lượng Đức Phật và qua vô số kiếp sau mới thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, với đầy đủ 10 tôn hiệu cao quý của một đấng giác ngộ. Thầy nhắc về lịch sử của Ngài Kiều Trần Như, vốn là một vị bà La Môn trong hoàng thân, là vị thầy của Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử cũng là bạn đồng tu của 5 anh em Kiều Trần Như, rồi sau trở thành vị đạo sư của các vị ấy. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã 3 lần chuyển Pháp Luân với 12 hành tướng. Đây là con đường giải thoát khổ đau cho nhân gian. Lúc ấy, Ngài Kiều Trần Như là người đầu tiên hiểu rõ giáo nghĩa đó, và 3 cõi 10 phương đều chấn động. Trước khi thành Phật quả, Ngài phải trải qua hành trình Bồ Tát Đạo, sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật. Đây nói đến tôn giả đã diệt trừ 62 loại tà kiến vi tế trong tâm, nên thành Phật có hiệu là Phổ Minh, nghĩa là sự trong sáng, sự thấu hiểu cùng khắp. Cũng do công đức bằng sự tu tập trong 3 A Tăng kỳ kiếp nên mới thành tựu. Phật quang minh đó có đầy đủ thần thông, thường phóng ánh quang minh lớn, danh đồn khắp 10 phương, luôn nói pháp vô thượng nên được tất cả trời người tôn kính. Cõi nước của Phật quang minh thanh tịnh, có lầu gác đẹp. Các Bồ Tát đều dõng mãnh dạo khắp 10 phương, đem đồ cúng dường đến Đức Phật rồi trở về bổn quốc, sanh tâm vui mừng. Trong kinh miêu tả những cảnh giới thanh tịnh cũng giống như cõi cực lạc Tây Phương. Phật Phổ Minh thọ 6 muôn kiếp, tượng pháp lại trụ hơn chánh pháp. Khi pháp diệt khiến trời người đều lo lắng. Tiếp theo, Thế Tôn thọ ký cho 500 vị A-la-hán như Ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Ngài Già Gia Ca Diếp, Ngài Na Đề Ca Diếp, Ngài Ca Lu Đà Di v.v. đều thứ tự sẽ được thành đạo vô thượng, đồng một hiệu là Phổ Minh. Thầy giảng, bởi vì chung một phương hướng tu tập nên biểu hiện hình thành công đức giống nhau như vậy. Các Phật đó độ thoát thế gian cũng giống như Phật Thích Ca ngày nay. Cõi nước trang nghiêm và chánh pháp cùng tượng pháp thọ mạng nhiều kiếp. Các chúng thanh văn vắng mặt khác cũng được tuyên nói như thế. Thầy nói, đây là sự thọ ký, nhưng trong đó có sự ấn chứng, có ý nghĩa là sự ủy thác giáo pháp mà truyền trao cho những người xung quanh, có cơ hội thắp lên ánh sáng chánh pháp của Như Lai. Kính mong quý vị phát tâm chung tay vào các Phật sự cao quý ở Bồ Đề Phật Quốc, vì đây là việc làm có thiện lợi rất lớn cho sự tu học của chúng ta, và cũng là nhân duyên thiện lành cho ta gieo trồng phước đức. Mọi sự đóng góp, cúng dường để duy trì các chương trình hoằng pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Kính mời quý đồng hương và quý Phật tử sắp xếp thời gian cùng về tham dự một ngày tu học tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc vào mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ 10 giờ sáng.
cũng như theo dõi các chương trình Hoằng Pháp liên tục tại Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều trí tuệ và sự lợi lạc trên con đường tu tập đạo giải thoát. Trân trọng kính chào quý khán thính giả, xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.